Chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bước sang bài số 6 trong chương trình chữ Hán của N5 và bài số 6 ngày hôm nay thì vẫn là 6 chữ Hán thôi, số lượng là 6 chữ Hán nhá. Và để không làm mất thời gian các bạn nữa, bây giờ chúng ta sẽ bước ngay vào chữ Hán đầu tiên của ngày hôm nay. Ok, các bạn nhìn thấy những chữ này có quen thuộc không? <laughs> À, trong bài số uh, 11 gì đó đúng là chúng ta học về động từ là yasumimas là gì nhỉ nghỉ ngơi và hôm nay chúng ta sẽ học chữ hán đầu tiên trong bài ngày hôm nay là chữ hưu có một việc là hưu và có ý nghĩa là gì nhỉ là nghỉ ngơi trong cái từ yasumimas như vậy nhá hay À, thế thì trước tiên giống như mọi lần chúng ta sẽ bước vào cách viết đầu tiên đã nhá Các bạn nhìn cùng nhau viết qua một lượt đã nào Đầu tiên bên này là bộ gì nhỉ? Cái hôm học về bộ chúng ta đã học rồi đúng nào? 185 bộ đúng nào? Bộ nhân này Và đằng sau đó là chữ gì nhỉ? Chữ mộc Chữ mộc hôm trước mình cũng học rồi Rồi mộc là cái cây đúng nào? Thế bây giờ mình tưởng tượng chữ hát này làm sao để nhớ bây giờ Người gì nhỉ? Người đi trên đường mệt quá rồi gì Họ gì nhỉ? Họ tựa vào cái cái cây để họ họ nghỉ ngơi được chưa? Đó là cách nhớ chữ Hán này mọi người nhá. hãy người tựa vào cây để để nghỉ ngơi, chúng ta có động từ yasumimas nhé. Hay xin mời mọi người cùng nhau nhìn về cách đọc của nó này. Cách đọc của nó thì sẽ có âm gì? Các bạn cùng nhau nhìn nhá. Đầu tiên chúng ta có âm kun. Âm kun là âm thuần Nhật, đó là động từ gì nhỉ? Động từ yasumimas. Đây, À, chỗ này sẽ là phần thò ra của chữ hán đó đúng nào nguyên cái chữ hán đó sẽ đọc là yasu và thêm chữ mi đằng sau đúng không à, đến ngày hôm nay chúng ta đã biết những cái từ này rồi đều đọc là yasumi hết đầu tiên chúng ta có từ yasumi yasumi là gì nhỉ yasumi là sự nghỉ ngơi những cái động từ mà bỏ mát sự thì sẽ, nó, nó sẽ biến thành danh từ nhá. ví dụ yasumi mát chỗ này là động từ đúng nào bây giờ bỏ chữ mát sẽ thành yasumi sẽ thành danh từ là sự nghỉ ngơi nhá à, hay là chúng ta có từ yasumi no hi là gì nhỉ? ngày nghỉ đó chẳng hạn đúng nào yasumi no hi à, tiếp theo chúng ta có từ này từ hiru yasumi chữ này mặc dù chưa học đúng không nhưng mà tuy nhiên cái từ yasumi nó xuất hiện trong cụm từ này rồi thế nên là mình cũng đưa vào đây để các bạn cùng nhau học luôn nhá chúng ta có cụm từ gì nhỉ nghỉ trưa sẽ là hiru yasumi đúng nào hiru yasumi rồi còn ở đây hai cái từ này chúng ta sẽ bắt gặp lại hai từ này trong khi mà chúng ta học chương trình N 4 sau này nhá chúng ta có một là từ gì nhỉ à cách đọc của nó là kêu kêu gì nhỉ kêu kệ kêu kệ kêu kê là gì nhỉ là nghỉ giữa giờ đúng nào hay là rên kêu rên kêu là gì nhỉ Rên kêu là nghỉ liên tục ví dụ nghỉ liên tục nghỉ lễ mấy ngày liên tục đó nhá được chưa nào? Các bạn nhớ chưa nhỉ? Khi ghép với những chữ Hán khác thì chữ này sẽ có cách đọc là kiu Còn lại khi đứng một mình hay là cái âm thuần nhật của nó chúng ta sẽ đọc là Yasumimasu nhé yasumimas bạn cùng nhau nhìn nhá rồi bây giờ chỉ cần đọc đến ba cái chữ mà chúng ta đã học thôi thứ nhất sự nghỉ ngơi là gì nhỉ mọi người nhỉ mình vừa một cái cụm từ gì đây ví dụ là ngày nghỉ sẽ là yasumi so yasumi mọi người làm đúng không đấy. tiếp theo cụm từ nghỉ trưa là gì đây nhỉ Nghỉ chưa là Hai Hiru yasumi. Đúng rồi Hiru yasumi ừ. Hiru yasumi. Và động từ nghỉ ngơi sẽ là Yasumimasu Đấy. Yasu Yasumimasu Có hai từ này còn, à, mình sẽ ghi vào đây cho các bạn biết thôi, thêm thôi, thôi nhá Kiu kê này Được chưa nào Kiu kê Và gì nhỉ Lên kiu Được chưa Nhớ nhá Cứ khi nào ghép với những chữ Hán khác để thành một cái cụm từ gì nhỉ? Cụm từ um, à, có nghĩa thì ta sẽ đọc là gì nhỉ? Kêu. Ngoại trừ trường hợp này thì nó nó sẽ là ghép của hai âm thuần nhật đúng nào? Hai, xong chữ kêu đầu tiên bây giờ chúng ta sẽ bước sang chữ tiếp theo đó là chữ gì nhỉ? Chữ quy. Quy là gì nhỉ? Quy là lui về là trở về. Chúng ta có động từ trở về là gì đây mọi người? Ấy? Là Kaidimas đúng rồi, chúng ta đã học cách đọc là Kaidimas rồi. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ học về cách viết của nó đúng nào. Đây chính là từ Kaidimas chữ quy đây. Hay là mấy bài gần đây chúng ta gặp một từ là gì nhỉ? Okinasai, sai là gì nhỉ? Là à con đã về rồi à, mình ở nhà xong rồi. Có ai đó à có ai trong gia đình trở về trở về nhà đúng nào? Thì mình sẽ cứ dùng cụm từ là à con về rồi à hay là bố về rồi à anh về rồi à đúng nào? Okinasai và đặc biệt là ở uh, trung tâm uh, Dũng Hô đi của bọn mình uh, thì uh, bọn mình rất là hay nói những câu này với học viên Học viên khi mà quay trở về, uh, khi mà đến công ty học Đó là bởi vì là gì nhỉ? Uh, sẽ mong muốn là các bạn luôn luôn coi uh, công ty giống như hay là trường học giống như một mái nhà Để các bạn có thể đi và và trở về đúng nào Tiếp theo chúng ta có từ đi Sau này mình sẽ học từ đi cũng là gì nhỉ? Bỏ mát bây giờ sẽ trở thành danh từ sẽ là gì nhỉ? Ví dụ khai đi uh, michi chẳng hạn đúng không? Sẽ là trên đường về nhà đấy, trên đường trở về. Đấy. Thế thì về cách viết của nó như sau. Đầu tiên bên này chúng ta có một chữ đi này. Được chưa nào? Một chữ đi. Chữ này thì không một câu chuyện nào hay cả mà mình sẽ biến tấu ra nhá. Chúng ta có một chữ đi và một chữ yo. Đấy, Thậm chí hôm nay mà có ai mà vẫn chưa nhớ được bảng katakana thì chúng ta có một cơ hội để ôn lại đúng không nào? Chữ đi và chữ yo. Rồi đây các bạn thấy nhìn thấy giống cái ô không mọi người? Rồi, giống cái ô không? Đó, giống hình cái ô đúng không nào? Che ô. Bạn đi và bạn yo gì nhỉ? Cầm tay à cùng nhau gì nhỉ? Che ô trở về nhà. Đó nhá Nào bây giờ nghe thì có vẻ hơi bị uh, lùng củng một chút đúng không Nhưng mà các bạn hãy tin mình đi Bây giờ các bạn thử nhắm mắt lại và tưởng tượng cái chữ Hán này ra viết thể nào chuẩn luôn nhá Nào đầu tiên nào Đầu tiên là gì nhỉ Chữ ri này Bạn ri này Xong bạn yo ở trên đầu và bên dưới là cùng nhau Che ô trở về nhà Thì đó là cụm từ trở về của chúng ta nhá Được chưa nào Hay, Và xin mời mọi người cùng nhau nhìn về cách đọc này Cách đọc thì quen thuộc rồi Chúng ta có từ là Kaedimasu khai đọc là k e và đằng sau thòi là thò là chữ đi này được được chưa nào tất cả chỗ này đều đọc là khai hết này khai đi khai đi và khai đi được chưa nhỉ Ngoài ra khi mà nó ghép với những chữ Hán khác chúng ta sẽ có cách đọc là kỵ. Sau này lên N3 các bạn sẽ gặp rất là nhiều ví dụ như kỳ là, là gì nhỉ? Là trở về nước chẳng hạn đúng không? Chữ này ghép với chữ à, chữ nước á, với nhà chữ quốc thì sẽ thành cái cụm từ là trở về nước của mình đúng không? Cứ nhìn cái gì mà nè. Hai, mà chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại nhá. Thứ nhất đó là cái đi mà nè, cái đi động từ cái đi này. Nhớ chưa nào? Tiếp theo, ô cái đi sai và danh từ là cái đi được chưa nhỉ cái đi hai ok hai và chúng ta sẽ bước sang chữ hán tiếp theo nè chữ hán tiếp theo là chữ hành đây là một chữ có rất là nhiều cách dùng đúng không nào có rất là nhiều những cái ví dụ cho nó thế thì ngày hôm nay chúng ta đã học đến từ này rồi những cái từ mà nó gì nhỉ Được cái chân này là những cái từ mà chúng ta học và những từ này chúng ta nên nhớ nhá nên nhớ chữ hành này là gì nhỉ hành này là gì hành này là các bạn um có một cái từ là gì nhỉ? À, học đi đôi với hành đúng nào? Hành thì có thể trong thực hành này, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ dùng từ hành này trong gì đấy? Trong từ đi nhá. Đi mình à, à, đi hành lễ hay là gì đây nhỉ? Tóm lại là hành đúng không? Là đi nhá. Đi thế thì bây giờ mình sẽ có gì nhỉ? À, ồ, oh. À, tuy nhiên cái chữ hành này được dùng rất là đa dạng nó có thể dùng trong Ginkoin là gì nhỉ? Là nhân viên ngân hàng này, trong ngân hàng này hay trong động từ đi này, hay chúng ta có cụm từ gì nhỉ? cô là tàu tàu tốc hành đúng nào, tàu tốc hành hay là trong trong cái từ mà Hikoki là máy bay chúng ta cũng gặp từ hành luôn rồi này. Mọi người thấy quen không? Hay À còn những từ này ví dụ từ du lịch này, motekimas này tôi sẽ mang đi đúng nào. Zetekimas là dẫn đi đâu đó này hay là uh, gọi là phi hành gia này hay là chuyến xe bus đi đêm này hay là người đi du lịch rồi là tiến hành. Cái từ Okonao là tiến hành thì mãi về sau này uh, chúng ta mới gặp lại cơ. Tuy nhiên vẫn giới thiệu ở đây, mình nhắc đi nhắc lại cụm này đúng nào. Hay rồi về cách viết của nó, cách viết này thì thực sự là đầu tiên nó sẽ có đây là gì nhỉ? Là bộ hành luôn đúng nào. Thế thì làm sao để nhớ được bây giờ cái hôm mà dạy về uh, các bộ thủ đúng không? Chúng ta gặp cái này rồi. Đó đây là bộ xích đúng nào. Đằng sau bây giờ hôm nay chúng ta thêm cái này nữa chúng ta được từ hành. Thế thì bây giờ các bạn nhìn nhá, bây giờ hành là đi đúng nào? Đi. Các bạn nhìn thấy đây là kết hợp của ba dấu gì nhỉ? Ba dấu ba dấu bằng đúng không nào đều đi song song với nhau tóm lại đã đi thì phải đi gì nhỉ đi kiểu gì kiểu chéo kiểu ngang kiểu dọc thì cũng phải đi thành thành hàng được chưa tóm lại chữ hành này là kết hợp của ba dấu bằng còn về thứ tự viết thì các bạn cũng phải ghi như này nhá một này hai này ba này bốn này năm này sáu được chưa nhỉ ok hai và chúng ta sẽ cùng nhau học về cách đọc của nó nhá Cách đọc của nó có những gì nhỉ? Đầu tiên chúng ta có từ ikimasu Ikimasu là đi đúng nào? Đây, ikimasu Và sau này sẽ gặp từ đây Vẫn là ikimasu đúng nào? Hay là vẫn là ikimasu đây Tsurete ikimasu Motte ikimasu Né? Ngoài ra sau này chúng ta sẽ học một động từ của nó Tiến hành một cái gì đó sẽ là okonaimasu Okonaimasu né? Và dạng động từ thể gì nhỉ? Thể từ điển của chúng của nó sẽ là okonau Được chưa nhỉ? Chúng ta sẽ ghi ở đây nhá Okonau ですね。行います。rồi, à, ngoài ra cái chữ hành này khi mà ghép với những chữ hán khác nó sẽ có những cách đọc như sau Một là cô, hai là gyo, đấy hay là kiểu chúng ta có cô trong gì nhỉ quen thuộc rồi cô trong ginko in đây chơi nào ginko in, ginko ngân hàng đúng nào kêu cô là gì đây nhỉ kêu cô mình vừa mới nói là là tàu tốc hành phải không nào hay còn lại à, à, đây hikoki chúng ta cũng gặp hikoki đúng nào và mấy hôm nữa mình sẽ học từ điều cô điều cô là gì nhỉ là du lịch được chưa hay à, gì đây chúng ta có từ gì nhỉ Uchiu Hikoshi nhé. Chỗ này là nhà du hành vũ trụ. Uchiu Uchiu là vũ trụ Hikoshi. Mấy nữa mình sẽ học nên không phải lo lắng gì nhé. Đây nhỉ? Đây là Yako ba sự và Yoko Đây là cô hết đúng nào trong cái chương trình học từ bài 1 đến bài 50 của Minano Hongo chúng ta chưa có gặp cách nào là yo. Nhưng mà yên tâm sau này khi lên N3 chúng ta sẽ học cách đọc là yo của nó nhá. Hãy mọi cùng nhau ôn lại một chút nhá. Thứ nhất, à, nhân viên ngân hàng là gì nhỉ mọi người nhỉ? Hãy Nhân viên ngân hàng là gì? So là gin in Gin in. Tiếp theo, ngân hàng là gì nhỉ? Ngân hàng là gin co so. Ngân hàng là gin Tiếp nữa chúng ta có động từ đi là sẽ là ikimasu. Ikimasu ne. Tạo hành là gì nhỉ? Là kyuko. Hay kyuko. Kyuko Rồi, tiếp theo chúng ta có máy bay là gì nhỉ mọi người nhỉ? Đấy, nhìn thấy máy bay chưa? Sẽ là Hikoki Ok Và đi du, à, và du lịch sẽ là So, Yoko Đó Các bạn nhìn thấy không? Chúng ta biết những cái từ vựng này chúng ta không cần phải có quá khó khăn trong việc ghép âm nào, âm nào nữa đúng không nào? Hãy có những từ này thì sau này mình sẽ học nhá Được chưa nhá? Hay, chúng ta đã kết thúc xong chữ hành của bài ngày hôm nay rồi Thế tiếp bây giờ chúng ta có động từ là ikimasu Và khi mà học từ vựng chúng ta cũng có một từ đi cặp với nó từ kimasu Một cái là đi và một cái là đến đúng không nào Một cái là đi, một cái là đến Thì đến chúng ta sẽ gặp những cái từ gì đấy nhỉ Ví dụ kara kimashita né? Mình sẽ gặp nhiều là Watashi wa betonamu kara kimashita né? hay là Kimas đi đến đâu đó đúng nè, shiu rồi chữ Lai like này này mọi người ạ, chữ Lai like thì nó vừa mang ý nghĩa là đến và vừa mang ý nghĩa là gì nhỉ? Những cái trong tương lai. Thế thì bây giờ ví dụ tương lai mình sẽ có tương lai gì nhỉ? Ví dụ tuần sau này, tháng sau này hay là năm sau nhá, năm sau. Thế thì trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào cách viết chữ của nó đã nhá. Cách viết chữ của nó thì có gì nhỉ? Các bạn để ý nhá. À, à trước tiên mình sẽ cùng nhau viết theo cái thứ tự nét chuẩn của nó đã nhá. Một 2 3 4 5 6 7 Ok Rồi thế thì trong cái chữ like này có những cái chữ gì bây giờ mọi người nhìn nhá Đầu tiên các bạn còn nhớ cái hôm mà chúng ta học về các bộ chủ ấy Thì bộ, bộ thủ ấy, thì chúng ta học cái từ này là từ gì không Đây là từ cô mẹ Cô mẹ là gạo Đúng nào đây là từ gạo Thế gì bây giờ nhớ cách nhớ như sau Gạo với cả từ lai nó chỉ khác nhau mỗi một cái Đó là thêm một cái dấu gạch ở bên trên đúng không nào Bây giờ một người đúng không nào Một người phải gì nhỉ Phải mang gạo Phải mang gạo thì mới được Thì mới được đến Đó nhá phải mang gạo thì mới được đến cơ còn không không nhớ không được mang đến nào. à không được đến đâu nhá nhớ xem nào phải mang gạo thì mới được đến nhá hay thế là về cách viết rồi và chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về âm đọc của nó nhá âm đọc nó sẽ có cái gì nhỉ? Một là kimasu né. kara kimashita. Kimasu, motte kimasu hay là gì nhỉ? Cái từ này sau, sau này học này trong lớp 4 sẽ là dekigoto. Cái này ghép của những cái âm gì nhỉ? Âm âm ôn với à, âm cưng với nhau đúng nào? Dekigoto là một cái một, một cái um, sự việc nó xảy ra hay là một cái âm um, uh, một cái, cái cái sự việc xảy ra đúng nào? Và ngoài ra khi sau khi mà chúng ta học đến cái bài mà bài số 14 thì phải dạy về gì nhỉ? Dạy về thể thường của động từ chúng ta sẽ thấy rằng là từ nhỉ? Từ kimas là một động từ nhóm 3 là một động từ đặc biệt và khi nó trở về thẳng dạng từ điển sẽ đọc là kuru. Được nhỉ? Kuru. các bạn viết như này đúng không nào? Không phải là kiru mà là kuru. Snack kuru. Được chưa? Còn từ like này khi mà ghép với những chữ Hán khác để tạo thành một từ có nghĩa thì bao giờ nó cũng sẽ chỉ đọc là lai. Like. Ra chúng ta có rai shiu là gì nhỉ? Tuần sau. Tháng sau là gì nhỉ mọi người nhỉ? Tháng sau là rai getsu. Rồi, năm sau sẽ là rai nen. Rồi, tương lai sẽ là gì nhỉ? Show rai. Các bạn thấy không? Đều đọc là gì nhỉ? Đều đọc là, đều đọc là rai hết. Đúng nào? Tương tự dưới này cũng thế. Tuần sau nữa này, hay tháng sau nữa, hay năm sau nữa nhá. Năm sau nữa. Hay, và chúng ta sẽ cùng nhau ôn về cách đọc của từ này nhá. Các bạn cùng nhau đọc nào. Chúng ta có nani nani kara hay là doko kara Gì nhỉ? Kimashita ne? Kimashita Động từ đến sẽ là Động từ đến là gì nhỉ? Là ki so Động từ đến là ki ne? Ki Tiếp theo chúng ta có tuần sau là gì nhỉ? Tuần sau là Rai shiu so Rai shiu Nào mọi người ơi nhớ từ tháng sau sẽ là gì không? Tháng sau là gì nhỉ? Tháng sau là Rai getsu đúng nào rai Ketsu hai tiếp theo năm sau là gì nhỉ năm sau là rai nen hai rai nen có những từ đằng sau này không cần nhớ chưa cần nhớ nhá chưa cần nhớ thôi đúng không cứ nhớ là gì nhỉ đứng một mình sẽ là ki còn khi mà ghép với những chữ hán khác sẽ đọc là rai nhá hai đó là xong về chữ ra chúng ta cùng nha, cùng nhau bước sang chữ hiệu hiệu này trong hiệu gì nhỉ chúng ta gặp từ trường học là gì mọi người nhỉ trường học là gakko chữ học và chữ hiệu thì sẽ tạo thành chữ gì nhỉ chữ trường học gakko chúng ta học từ manabimas thì đúng không nào chữ học này học rồi đúng không thế còn à, mình sẽ còn gặp những cái từ ví dụ như là Koko hay là sogakko sẽ là gì nhỉ sogakko là gì đấy sogakko là trường tiểu học còn đây là Koko là gì nhỉ là trường cấp 3 đúng không nào hay là trường cấp hai là chugaku. thì sau này mình sẽ học nhá trước tiên hôm nay chúng ta sẽ học chữ hiệu này để ghép với cái chữ gì đấy nhỉ chữ gakko nhá các bạn cùng nhau nhìn lên bảng để chúng ta cùng nhau nhìn về cách viết của nó này Đầu tiên chúng ta thấy bên này là bộ gì nhỉ? Đây là cái gì đấy? Bộ mộc là cái cái cây Và bên này chúng ta thấy cái mái đúng không nào? À cái mũ đi, cái mũ đi Còn hôm bài học về bộ thủ chúng ta đã học chữ này rồi Chữ này là gì nhỉ? Chữ này là chi 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 là gì đấy? Chi chi là bố Cái cụm này là bố đúng không? Sau này trong chương trình đầu 5 chúng ta vẫn học lại cái chữ này nữa. Bởi vì trong bộ thủ thì có những cái bộ mà bản thân nó đã thành một cái chữ Hán rồi đúng không nào? Thế bây giờ mình tưởng tượng đây là bố nhá. Ông bố đội mũ rồi đi đón con ở trường học đứng bên cạnh cái cái cây. Mọi người hình dung ra không? Bây giờ những ông bố đúng không nào? Những ông bố làm sao? Những ông bố đội mũ, đầu đội mũ và đứng chờ con ở cạnh cái cây bên ngoài cổng trường. Chuẩn hình ảnh này chưa? Đúng không? các bạn cùng nhau nhìn hình ảnh nhé, những ông bố những uh, những người bậc phụ huynh đứng chờ con ở bên cạnh cái cây để chờ con đi tan lào à tan giờ học đúng nào đó là chữ hiệu của chúng ta nhá mọi người biết được chữ này chưa đấy rồi bây giờ thế thì về những cái âm đọc của nó thì chúng ta có một âm đọc duy nhất thôi đó là âm cô trong âm ôn là âm khi mà nó ghép vào những chữ ăn khác bao giờ cũng thấy dùng từ cô này gặp cô 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 show gặp cô cô sẽ viết ở đoạn sau này nhé chúng ta cùng nhau ôn lại nè trường học là Gakko hay cô cấp ba sẽ là gì nhỉ cô còn cấp tiểu học sẽ là Shogakko nhé ok thế nào hay như vậy là chúng ta đã đi xong năm chữ hán rồi mọi người thấy còn khỏe không bây giờ chúng ta sẽ bước sang chữ hàn cuối cùng của bài ngày hôm nay nhá bài hôm nay rất là thú vị đúng không nào thế nên là mới thấy thời gian trôi qua nhanh phải không nào hôm nào mà thấy thời gian trôi qua lâu chứng tỏ hôm bị cô thanh dạy chán đúng không à, nên là nhớ phải comment xuống bên dưới là ôi rồi hôm nay cô dạy chán thế nhưng mà nếu mà hôm nay dạy mà thú vị thì nhớ phải comment xuống bên dưới là hôm nay cô dạy thú vị quá đúng nào chúng ta bước sang chữ hàn tiếp theo là chữ sa Nhà, chữ sa là gì nhỉ đây là cái gì mọi người biết không sa là kuruma kuruma là gì nhỉ là cái xe ô tô phải không nào và cho đến ngày hôm nay thì chúng ta đã bắt gặp ba ví dụ có gì đây nhỉ? Có chữ xa này. Đó, là chữ gì đây nhỉ? Thứ nhất là xe ô tô, thứ hai là tàu điện và thứ ba là xe đạp. Còn đằng sau này chúng ta có từ Jido sẽ là xe ô tô, cũng là xe ô tô này. Xong rồi Chiu Sajo là bãi đỗ xe này. À, hay là Chiu Sai Hang là đỗ xe trái phép. Hay là gì nhỉ? Kisha là gì nhỉ? Cũng là tàu xe lửa, đúng không nào? À, thì về cách viết, cách viết của chữ Hán này thì các bạn phải tưởng tượng đó thôi chúng ta hãy tưởng tượng đây là gì nhỉ đây là đây là hình của một cái xe uh, xe ô tô à gọi là xe xe uh, xe xe ngựa ngày xưa chúng ta hay có bắt các bạn nhìn ảnh nhá ngày xưa người ta hay chở uh, chở bằng cái gì những cái xe ngựa mà đằng sau chỗ này là hai cái bánh xe các bạn tưởng tượng đây là hai cái bánh xe đúng nè còn trên này là cái 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 cán cái cán để để đồ đó. đó là mô phỏng một cái xe nhá cỗ xe ngày xưa đó nhá Hai, và chúng ta sẽ cùng nhìn về cách đọc của nó nhé. Khi nó đứng một mình chúng ta cách đọc là kuruma. Khi nào? Có khi ghép vào những âm khác bao giờ nó cũng đọc là sha hết nhá Sha, den sha, jiro sha. À phải, Ở đây Zido đúng. Không? À jiten sha nhé. sai. bên dạy. Jiten sha là xe đạp đúng không nào? Xem ô tô sẽ là jiro sha rồi chiu sha jo, chiu sai hang và kisha. Tất cả đều đọc là sha hết. Được chưa nào? Hai, và chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một lần nhé. Xin mời mọi người cùng nhau đọc nào Xe ô tô là gì nhỉ? Ừ, xe ô tô là Cứ đừng mà Đấy, cứ đừng mà Tàu điện là gì nhở? Sô, so đen xạ Tiếp theo, xe đạp sẽ là Di tên xạ Di tên xạ Được chưa? Rồi, những chữ Hán này xong rồi mình sẽ học nhá. Hay, như vậy là chúng ta đã học xong 6 chữ Hán về cách đọc và cách viết của nó rồi. 6 chữ Hán thứ nhất chữ Hán gì? Chúng ta cùng nhau ôn lại một chút nhá. Đây là chữ gì nhỉ? Chữ nghỉ ngơi đúng nào, người thì gì đây? Người thì nằm nghỉ bên cạnh bên cạnh gốc cây. Rồi. Tiếp theo chữ quy là chữ trở về đúng nào? Trở về thì bạn ri và bạn yo. Cùng nhau ô, trở về, trở về nhà. Tiếp theo chữ hành, chữ hành các bạn nhìn thấy ba dấu bằng đúng nào? ba dấu bằng thì bây giờ đã là đi thì có lại à, hàng chéo hàng ngang hay hàng dọc đều phải đều phải bằng và song song với nhau đúng không tiếp theo chữ like là chữ gì nhỉ chữ like là chữ đến muốn đến đây thì phải mang theo mang theo gì nhỉ mọi người nhỉ mang theo mang theo gạo tiếp theo chữ trường học đúng nào ông bố làm sao đứng cạnh cái à, ông bố đội mũ này đứng cạnh cái gốc cây đợi con, đợi con tan học. Và chữ kuruma là chữ mô phỏng của một cỗ xe ngày xưa đúng nào? Chúng ta thấy có hai bánh ở hai bên và gì đây nhỉ? Và ở giữa là một cái cáng mà đựng đồ ấy. Hay các bạn làm xong rồi đúng nào? Và chúng ta sẽ chữa bài tập nhá. Câu số 1 đọc là gì nhỉ? Đọc là Hiruyasumi desu ne. Hiruyasumi wa doko e ikimasu ka? À. À, vào à, nghỉ trưa đúng không thì cậu sẽ đi đâu đúng không? nào Đâu cô ấy kiếm aska câu số 2 này asta gakko so asta gakko ngày mai thì tôi sẽ nghỉ nghỉ học đúng nào câu số 3 này bay cử đệ uchi kaidimas tôi sẽ về nhà bằng bằng bỏ chữ đi đây nhá bằng gì nhỉ bằng xe máy câu số 4 này 私の父は銀行員ですね. Bố của tôi thì làm gì đây nhỉ? Làm nhân viên ngân hàng. Câu số 5 này. ベトナムから日本まで飛行機ですね。飛行機で5時間かかります. Từ Việt Nam đến Nhật Bản thì đi bằng gì nhỉ? Đi bằng máy bay sẽ mất khoảng 5 phút. À nhầm, 5 phút mà 5 tiếng đồng hồ đúng không nào? 5 tiếng đồng hồ. Hay, câu tiếp theo này. Eh, kuruma. So, mọi người làm đúng không nhỉ? Kuruma. Kuruma. Ne, eki mà để ikimasu. Tôi sẽ đi bằng xe để đến gì nhỉ? Đến nhà ga. Câu số 7 này. Itsu gakko e, à uh, Itsu Bạn ấy đến trường vào lúc lúc nào vậy? Đúng nào? Câu số 8 này. Jitensha de. Di tên sẽ để sư phải ikimas nhé, sư phải ikimas là à, tôi đi đến siêu thị bằng bằng xe đạp. Câu số 9 này, điều cô hay cô là cô là là cậu có thích đi du lịch không? Chúng ta có từ điều cô và du lịch đúng nào? Và câu số 10 ít nihon ni hong ikimas là gì nhỉ? Bạn đã đến Nhật vào lúc nào vậy? Đúng nào? Có đến Nhật khi nào vậy? Hay và đó là phần bài tập của chúng ta ngày hôm nay và hy vọng là các bạn đã làm đúng hết những cái câu như thế này nhá. Hay và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Minasan, otsukaresama desu. Bye bye.